Vâng, ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng bên em thật sự là vỡ trận, đi rất là nhiều các combo, các tỉnh thành cũng như ship bưu điện và lắp tại nhà. Vâng, thì ngày hôm nay lại là một bộ cầu bình karaoke mà bên em ghép rất là nhiều cho các bác và anh em nghe, cũng như đã từng lấy những bộ loa WeWood G4000 và những con đẩy liền vang DC-X7. Vâng, đây là bộ của anh nha. Anh Dương, anh ở Thanh Oai, Hà Nội. Bộ anh Dương, anh ở Thanh Oai, Hà Nội. Anh lấy cho mình bộ cầu hình thật sự là cũng rất là chuyên nghiệp và giá cực kỳ là bình dân. Vâng, ngày hôm nay thật sự bên em là phải nói là đi rất là nhiều luôn ạ. Rất là cảm ơn các bác và anh em và nhờ lộc của các bác và anh em mà ngày hôm nay bên em lắp đặt rất tốt. Vâng, một lần nữa chúng ta lại đi quay trở lại những đôi loa WeWood G4000 đi ạ. Những đôi loa cây WeWood G4000 luôn luôn đang là hiện tượng cũng như cái con mắt các bác và anh em chọn lựa rất là nhiều. Đó là đôi loa WeWood G4000 và đang kết hợp với một con đẩy liền vang DC-X7. Và anh cũng lấy thêm cho mình một cặp một bộ mic WeWood SS68 Bluetooth. Và bên em cũng đang phối ghép trước khi đi lắp đặt, cũng đang chuẩn bị test. Đó, những bộ mic WeWood SS68 Bluetooth bên em tháo ra để bên em chuẩn bị test và hát karaoke trên bộ cầu hình thật sự là chuyên nghiệp. Chúng ta đi tiến lại gần nhá. Đây, đôi loa WeWood G4000 của anh Dương ở Thanh Oai, Hà Nội đi ạ. Những mẫu loa này là được thiết kế dòng loa bass 30, sở hữu 7 loa trên một thùng. Và con này sở hữu 2 loa chung để cho cái lời ca tính hát ở giải chung hay là lời chúng ta hát ấy, thì nó được sáng, bay. Và sở hữu 4 loa chép, trong đó có 3 chép giấy và 1 loa chép kèn các bác nhé. Đó, thì phía trước mặt thì chúng ta được bảo vệ bởi một e-căng. E-căng bên em đang tháo ra để chúng ta có thể nhìn rõ ràng phía bên trong. Và đang kết hợp với một con đẩy liền vang DC-X7 màu đen. Thì DC-X7 đang có 2 bản, một bản màu vàng và một bản màu đen. Bản màu vàng thì nó đắt hơn. Bản màu đen hiện tại đang có giá là 7 triệu đồng. Và một bộ mic WeWood SS68 Bluetooth ạ. Vâng, bên em đang set cho khi lên đường lắp đặt cho anh Dương nhá. Nếu mà từ đây lắp đặt cho anh chỉ khoảng tầm gần 1 tiếng là sẽ đến Thanh Oai, Hà Nội ạ. Và bây giờ chúng ta cùng đi test nhạc nhá. Test nhạc như hát karaoke trên bộ hình rất chuyên nghiệp của anh Dương ở Thanh Oai, Hà Nội. Alo. 2H 56 Lô. Alo. 567H 2. Alo. Alo. Chiều ở nơi đây, chiều không thấy khói, xuân sang không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng dày dứt nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ sâu, biết chừng quê mẹ ở nơi đâu. Từng chiều xuân đến mấy trăm hương, mỗi hương lòng con mỗi nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mở nỗi nhớ mong. Ngọn đèn chai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để châm dầu. Con đâu sang hèn như người hèn, nên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mai cau đổ dậy trầu tàn, mẹ xuôi như bóng nắng xuân. Vâng, sau khi mà quá trình lắp đặt setup tại phòng kỹ thuật của ZK Audio thì đôi loa WeWood G4000 của anh Dương ở Thanh Oai, Hà Nội đã hoạt động ổn định. Làm con đẩy liền vang DC-X7 cũng đã hoạt động rất tốt và kèm thêm một bộ mic WeWood SS68 Bluetooth ạ. Vâng, anh đấy chọn bộ karaoke bên ZK Audio ạ. Vâng, rất là cảm ơn anh Dương nhé. Và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo số hotline trên video.
đấy ạ, 0963889192. Và địa chỉ của bên em nằm ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và tất cả những sản phẩm này là bên em đều dán tem bảo hành các bác nhé. Tất cả sản phẩm khi mà test bên em đều dán tem bảo hành 1 năm đó, để các bác và anh em có thể yên tâm nhé. Hàng đảm bảo chính hãng của Wigot. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Dương. Và hôm nay là mùng 1 tháng 7, chúc anh Dương và gia đình sức khỏe và may mắn rực rỡ nhé.